Trận đấu quần vợt dài nhất lịch sử, kéo dài tới 3 ngày, bảng tỷ số ngừng hoạt động. Ồ, sao có trận đấu kỳ lạ như này nhỉ? Thế thì các tay vợt họ ăn uống ngủ nghỉ và trận đấu diễn ra như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé. Một trận đấu quần vợt 3 set dành cho nam thì trung bình sẽ kéo dài 90 phút. Do đó bộ môn này đòi hỏi các vận động viên gần như phải trong tình trạng sức khỏe rất là bền bỉ và dẻo dai. Trận đấu quần vợt dài nhất thì diễn ra trong vòng 3 ngày giữa tay vợt người Mỹ John Isner và tay vợt người Pháp Nicolas Mahut ở giải Wimbledon 2010. Cả hai tay vợt bắt đầu thi đấu vào chiều ngày 22 tháng 6, thi đấu 4 set trong ngày đầu sau đó và phải tạm dừng vì lúc đó đã là hơn 9 giờ tối. Ở ngày thứ 2 thì trận đấu cũng kéo dài đến mức mà phải tạm dừng và chuyển sang ngày thứ 3. Thậm chí là bảng điện tử còn dừng hoạt động ở mốc 4747 vì nó không được lập trình để vượt quá số điểm đó. Ngày thứ 3 thì mỗi người có hơn 100 pha giao bóng ăn điểm trực tiếp. Tay vợt người Mỹ cuối cùng đã giành ưu thế, giữ giao bóng trong game thứ 137 của set thứ 5 và sau đó đánh bại Mahut ở game thứ 138 để giành chiến thắng chung cuộc. Riêng set 5 này kéo dài 8 giờ 11 phút trên tổng số là 11 giờ 5 phút của cả trận. Kỷ lục này sẽ không thể bị phá vỡ vì các trận đấu quần vợt hiện tại đã tính theo luật tiebreak để quyết định set cuối cùng. Trong 3 ngày này thì thời gian đấu chính diễn ra từ chiều đến tối nên các cầu thủ vẫn có thời gian để phục hồi sức khỏe nha các bạn. Phỏng vấn hai tay vợt sau trận đấu, Isner nói rằng anh ấy đói đến mức có thể ăn 12 chiếc bánh hamburger và đồng thời là anh ấy cũng ngủ chưa đầy 4 giờ. Mahut thì cũng chỉ ngủ vài giờ trước khi tập luyện vào sáng hôm sau. Công nhận phải nể sức bền của hai anh này thật đấy.